10 sân vận động lớn nhất nước Úc. Brisbane Cricket Ground, thường được gọi là The Gabba, nằm ở vùng ngoại ô Woolloongabba của thành phố Brisbane. Nó được mở cửa vào năm 1895. Từ năm 1993 đến 2005, The Gabba đã được tái phát triển thành 6 giai đoạn với chi phí 128 triệu đô la Úc. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 42.000 khán giả, với 100% các vị trí ngồi là ghế đơn. Kích thước của mặt sân hiện nay là 170,6m x 149,9m. Sân vận động có tầm nhìn không hạn chế ra mặt sân thi đấu hình bầu dục từ mọi khu vực, khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí. The Gabba đã tổ chức các môn điền kinh, bóng đá theo luật Úc, bóng chày, cricket, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá và nhiều hoạt động thể thao giải trí khác. Sân vận động này sẽ đóng vai trò là sân vận động trung tâm của Thế vận hội mùa hè và Paralympic 2032. Vì vậy, nó sẽ được xây dựng lại để trở thành một sân vận động có sức chứa 50.000 khán giả, với kinh phí dự kiến lên đến 2,7 tỷ đô la Mỹ. Sân vận động bóng đá Sydney là sân bóng đá chuyên dụng duy nhất trong danh sách này, cũng là một trong những sân vận động mới nhất tại Australia. Tọa lạc tại Moor Park và nằm ngay cạnh Sydney Cricket Ground, sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 và chính thức khánh thành vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Kinh phí xây dựng sân vận động bóng đá Sydney là 828 triệu đô la Úc. Sân vận động này có sức chứa 42.500 khán giả, với 3 tầng khán đài ở hai bên sân thi đấu và 2 tầng ở phía cầu môn. Độ dốc cao đảm bảo tất cả các chỗ ngồi đều gần nhau. Một trong những đặc điểm nổi bật của sân vận động bóng đá Sydney là mái che đẹp mắt, được chiếu sáng mang màu sắc của đội chủ nhà, bao phủ tất cả các vị trí ngồi phía dưới khán đài. Thiết kế bao quanh giúp giữ lại ánh sáng và tiếng ồn của khán giả trong sân vận động, giảm lượng ánh sáng tràn ra các khu vực xung quanh. Ngoài tên gọi quốc tế là sân vận động bóng đá Sydney, sân bóng này còn là một trong những sân vận động mang tên Allianz Stadium trên thế giới theo thỏa thuận thương mại. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sydney FC. Sydney Cricket Ground nằm ở Moor Park, ngoại ô Sydney, mở cửa vào năm 1851. Ban đầu sân vận động này được gọi là Garrison Ground. Nó là một trong những sân vận động thể thao lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng ở Úc. SCG đã được phát triển theo thời gian để trở thành sân vận động lớn như ngày nay. Lần tái phát triển gần đây nhất của nó hoàn thành vào năm 2013 để trở thành một trong những địa điểm thể thao giải trí hàng đầu của Úc. Trong cấu hình hiện tại, SCG là một sân chơi được bao quanh bởi một tập hợp các cấu trúc khán đài riêng biệt. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 48.000 khán giả. Nó là một trong những địa điểm cricket được yêu thích nhất trên thế giới. Những đặc điểm nổi bật nhất của SCG là Old Member Pavilion và Ladies Stand, được xây dựng lần lượt vào năm 1886 và 1896. SCG có lịch sử tự hào với một danh sách đầy ấn tượng về các giải đấu, bao gồm cricket, bóng đá theo luật Úc, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá, và thậm chí cả bóng chày và đua xe đạp, cũng như các buổi hòa nhạc lớn. Trung tâm thể thao và điền kinh Queensland QSAC là một sân vận động đa năng nằm ở thành phố Brisbane, bang Queensland, được khai trương vào năm 1975 với tên gọi ban đầu là sân vận động nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nó được xây dựng cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Brisbane năm 1982. Sân vận động bao gồm hai khán đài lớn ở hai bên sân thi đấu và một số khán đài tạo thành hình bán nguyệt ở hai đầu, với tổng sức chứa 48.500 khán giả. Sau Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 1982, đường chạy điền kinh đã bị phá bỏ. Tuy nhiên vào năm 2001, một đường chạy mới đã được lắp đặt để phục vụ cho Đại hội Thể thao Thiện Chí Woodville Game năm 2001. Mặc dù hiện tại, QSAC không tổ chức nhiều sự kiện lớn nhưng đây vẫn là sân nhà của một số cơ quan thể thao bao gồm Queensland Athletics, với các sự kiện điền kinh quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó là nơi tổ chức bóng đá, đua xe mô tô và các buổi hòa nhạc. Lang Park là sân vận động nằm ở thành phố Brisbane, bang Queensland. Được khởi công xây dựng vào năm 1911 và chính thức khánh thành vào năm 1914. Tháng 6 năm 2003,
sân vận động này hoàn thành việc tái phát triển trị giá 280 triệu đô la Mỹ để biến nó thành một sân vận động hiện đại. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 52.500 chỗ ngồi với đầy đủ ghế ngồi cho khán giả. Trong đó 75% được bao phủ bởi mái sân vận động. Mặt sân Lang Park có hình chữ nhật với kích thước 136 x 82 m, sử dụng cỏ Strathire. Ngoài tên gọi truyền thống là Lang Park, sân vận động này còn có tên gọi thương mại hiện tại là Suncorp Stadium. Nó là một trong những sân vận động hình chữ nhật hàng đầu của Úc và là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn mỗi năm. Đây là sân nhà truyền thống của giải bóng bầu dục ở Brisbane. Nó cũng được sử dụng cho liên đoàn bóng bầu dục và bóng đá. Ngoài ra, câu lạc bộ bóng đá Brisbane Roar thường chọn sân vận động này làm sân nhà ở A-League cũng như các cúp châu Á. Sân vận động Docklands còn có tên thương mại là sân vận động Marvel, nằm trong khu Docklands của thành phố Melbourne. Được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 1997 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 3 năm 2000. Với kinh phí xây dựng 460 triệu đô la Úc, sân vận động Docklands có mái che có thể thu vào để đảm bảo điều kiện thi đấu hoàn hảo mọi lúc. Mái che này mở và đóng trong vòng chưa đầy 20 phút. Ngay cả khi mái che trong trạng thái mở, 98% khán giả vẫn được bao phủ bởi cấu trúc này. Ngoài ra, khán đài sân vận động này có thể được cấu hình lại để phù hợp với nhiều sự kiện thể thao và giải trí. Các tầng thấp hơn có thể di chuyển về phía trước 18 mét để cấu hình thành hình chữ nhật hoặc hình bầu dục, phù hợp với nhiều sự kiện sân khấu và thể thao. Sức chứa tối đa của sân vận động này là 53.343 khán giả cho các sự kiện thể thao. Sân vận động Docklands là nơi tổ chức nhiều sự kiện khác nhau bao gồm bóng đá Úc, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá, cricket và các buổi hòa nhạc. Adelaide Oval được mở cửa vào năm 1871 tại thành phố Adelaide, bang Nam Australia. Adelaide Oval có lịch sử đáng tự hào là một trong những địa điểm thể thao và giải trí hàng đầu của Úc trong hơn 140 năm. Vào cuối năm 2009, chính phủ tiểu bang đã đầu tư 535 triệu đô la Mỹ để tái phát triển địa điểm này thành một sân vận động đẳng cấp thế giới, đồng thời vẫn giữ lại các yếu tố lịch sử bao gồm ngọn đồi và bảng điểm. Công việc cải tạo hoàn thành vào năm 2014. Với sức chứa 53.583 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất Nam Úc. Adelaide Oval từ lâu đã được coi là một trong những địa điểm thi đấu cricket đẹp như tranh vẽ trên thế giới. Địa điểm này chủ yếu được sử dụng cho môn cricket và bóng đá theo luật Úc, nhưng cũng là nơi tổ chức giải bóng bầu dục, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá, cũng như thường xuyên được sử dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc. Perth Stadium hiện được biết đến với tên gọi thương mại là Optus Stadium, là sân vận động nằm ở thành phố Perth, bang Tây Australia. Nó được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2014 và chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 820 triệu đô la Úc. Sức chứa hiện tại của sân vận động Optus là 65.000 khán giả, với mái che bao phủ 85% số ghế ngồi phía dưới khán đài. Mặt sân có kích thước 165 x 130m. Sân vận động này được trang bị một loạt tính năng công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Bao gồm hai màn hình LED khổng lồ, mỗi màn hình rộng hơn 284m². Điểm nhấn thẩm mỹ của sân vận động Optus là hệ thống chiếu sáng mặt tiền và mái, kết hợp giải pháp LED có thể điều khiển hoàn toàn với bộ đèn 650 calorie và calorie compact power core RGBW để tạo ra tác động thị giác ấn tượng. Mặt tiền được lắp bộ đèn iColor Action Compact dài 1,4 km để tạo nên nét thẩm mỹ năng động và độc đáo. Toàn bộ sân vận động có thể được chiếu sáng theo màu sắc của đội vào ngày thi đấu để tăng thêm trải nghiệm cho người hâm mộ. Đây là hệ thống chiếu sáng thể thao LED lớn nhất thế giới, với hơn 22.000 phụ kiện LED. Đây là một sân vận động đa năng có thể tổ chức không chỉ các sự kiện thể thao, mà còn các sự kiện văn hóa lớn như buổi hòa nhạc cùng các sự kiện giải trí khác. Sân vận động Australia nằm trong công viên Olympic Sydney, ở phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales. Được xây dựng để trở thành trung tâm của Thế vận hội Olympic Sydney 2000. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 1996 và chính thức hoàn thành vào ngày 6 tháng 3 năm 1999. Với kinh phí xây dựng 690 triệu đô la Úc, không có sân vận động ngoài trời nào khác được sử dụng cho Thế vận hội lớn hơn sân vận động Australia vào thời điểm nó mới được hoàn thành. Khi sức chứa của nó đạt tới 110.000 chỗ ngồi.
sân vận động này đã được tái phát triển trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, bao gồm việc giảm sức chứa và chuyển mặt sân thành hình bầu dục để có thể thi đấu bóng đá kiểu Úc. Sức chứa hiện tại của sân vận động Australia là 82.000 khán giả. Được thiết kế đặc biệt cho môi trường độc đáo của Úc, sân vận động có mái che bao phủ phần lớn khán giả. Nằm trên một cấu trúc vòng khổng lồ, mái che có diện tích 3 hectare, được làm từ polycarbonate mờ, tạo điều kiện lý tưởng cho các sự kiện diễn ra dưới sân. Vào năm 2022, một màn hình video LED siêu lớn đã được lắp đặt ở khán đài phía nam. Ngoài tên gọi chính thức là sân vận động Australia, sân bóng này đã nhiều lần đổi tên theo các thỏa thuận thương mại. Melbourne Cricket Ground là sân vận động lớn nhất Australia hiện tại và là sân vận động duy nhất có sức chứa vượt ngưỡng 100.000 khán giả tại quốc gia này. Trong video này chúng tôi sẽ gọi tắt là sân vận động MCG. Được mở cửa lần đầu vào năm 1853, sân vận động này nằm trong công viên Yarra, thành phố Melbourne, bang Victoria. MCG đã trải qua nhiều lần cải tạo, với lần gần đây nhất được hoàn thành vào tháng 2 năm 2006. Tổng sức chứa của MCG là khoảng 100.024 chỗ, bao gồm 95.024 chỗ ngồi và 5.000 chỗ đứng. Sân thi đấu có kích thước 174x149m tính từ hàng rào này sang hàng rào khác. Mặt sân được chiếu sáng bởi 6 tháp đèn khổng lồ, đồng thời đèn cũng được đặt dưới mái sân vận động. Nó từng là sân vận động trung tâm của Thế vận hội mùa hè 1956, Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Trung 2006, cùng hai kỳ World Cup Cricket 1992 và 2015. Sân chủ yếu tổ chức các trận Cricket Úc, tuy nhiên các sự kiện khác bao gồm bóng đá, bóng bầu dục và các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức tại đây.